không lên được. Nó cày thêm nè các bạn. Đúng rồi anh em đậu đó. Đó mấy nó đậu chẳng chờ đó nha các bạn. Có vậy lôi là không nổi là lôi tiếp luôn. À. Lôi mày lên luôn. Lôi mày cứng đầu không? Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Chết mẹ rồi. Kéo lên tiếp. Không có tuột các bạn. Cái bánh mình đang đi nó bị trơn á. À, bị xình đóng nó trơn đó. Bây giờ lên tới cái bờ cao cái nó tuôn luôn. Cũng tiếp chưa? Rồi bây giờ phải là nó mới kéo hỗ trợ kéo tiếp cái mới được. Kéo tiếp nó lên nữa bạn. Phải kéo tiếp rồi, không kéo tiếp nó không lên. Lên dần mũi luôn. Đúng nhờ lên dần mũi các bạn. Không lên được. Cái đường vô rất là khó các bạn ha. Qua đó bây giờ nó nhảy dựng ở đây đó. Nó cao quá rồi nó tuôn. Cái bánh mình nó trơn nữa. Nào anh em lấy cầm
mới xích để qua lôi tiếp nữa nè. Chính là lót cây rồi dữ lắm luôn đó các bạn thấy không? À mà còn nắm đuối chỗ này. Rồi kéo các bạn. Kéo kéo kìa. Ủa, thấy không các bạn? Đó, đi một miếng rồi mới đi các bạn thấy không? Quá tài chưa? Rồi tiếp tục. Tới mấy mình đây? Ôi ơi, đường chi. Qua đây nha, lũi qua lại. Ê, lũi qua đây nha. Đi đường bên kia, cắt đường kia luôn. Cắt đường kia ra lại đi luôn, thấy không? Cắt hết khu trong đó luôn hay vậy? Hết trong đó luôn hay vậy? Hết khu luôn á. Ừ. Cái khu này nữa nè. Ừ, vậy thì vô đi. Ai cha, cũng mới lúng bệnh rồi trời, mẹ rồi, tại chăng cái đó cái mương các bạn, ồ lên lên lên, có lót cây sẵn rồi đó các bạn mà nó dội, à, qua hai cái mương đó các bạn ơi. Nó cày thêm nè các bạn. Đã nổi luôn. Ừ. Đó là tự quả đó. Đó là tự quả đó. Đó là tự quả đó. Đúng rồi anh em đậu đó chờ sẵn để chiếc máy này coi coi vô được không. Đặng nắm kéo. Nắm kéo tiếp đó nha. Ừ. Đã to lộn luôn á. Nè đó. Đó bây giờ đụng máy nhắm nữa rồi. À, bây giờ anh em kìa bẻ chuối ruồng hết trơn luôn mà rồi giờ cái máy này vô nha. Lôi tiếp đi. Ôi ôi. Kìa nó tuôn kìa đó. Ôi rồi ngập lúc luôn. Khủng khiếp chưa? Thấy giờ bạn. Đó giờ phải lôi tiếp rồi đó.
Giờ anh em đang buộc cái chiếc máy cắt ở trong kéo lên tiếp luôn nha. Chứ mình nên là vô phương đi. Bởi chiếc máy cắt biết cái đậu đó chờ đấy các bạn. Đứng luôn mà. Cái gì mình đứng đây nó hơi phức á. Cho nó dựng đứng luôn đó nha các bạn. Rồi đang kéo nha các bạn. Dây hơi dài. Đó. Tiếp nó một cái một đã lên à. Ừ, các bạn coi nè. Cái lớp nó trơn rồi ha. Rồi xong nha các bạn. Ok. Rồi bây giờ mấy anh em vô trong đó cắt nha các bạn. Nó gần nữa mới kéo ra mấy đuối nè. Chắc có thể mới kéo mấy ảnh tới đi đường khác. Ây cha, cái gì dướng rồi bập bập. Rồi. Đủ mới dướng cái gì. Ây cha. Cái dướng cái gì á. Rồi qua qua. Ghê trời. Rồi đi rồi đó các bạn. Đã thầu luôn chưa?